Xin chào tất cả mọi người nha. Ở đây đã có bạn nào được ăn thịt nhím chưa? Khoa đã được ăn 1-2 lần rồi. Nói chung thịt nhím rất là ngon mọi người nha. Không những thịt nhím ngon mà bao tử nhím còn được dùng để làm vị thuốc nữa đó mọi người. Thì hôm nay Khoa sẽ không giới thiệu về thịt nhím, nhưng sẽ giới thiệu về một bài thuốc làm từ bao tử nhím nha. Như mọi người cũng đã biết á, nhím là động vật ăn cỏ là chính. Đôi khi nó cũng có ăn các côn trùng nữa và gặm nhấm nữa. Nhưng mà nó ăn các loại thân cỏ, rễ, củ và cả lá cây nữa. Những cái loại mà ở tầng thấp á, dưới mặt đất á, là chính. Thành ra trong các loại thân cỏ cũ đó có rất là nhiều loại dược liệu quý mọi người nha. Nhím ăn vào thì nó nằm trong dạ dày thì không biết quá trình trao đổi chất như thế nào ạ. Nhưng mà theo các bài thuốc á thì dạ dày nhím rất là tốt để chữa các bệnh về đại tràng này, viêm đại tràng này, viêm lết dạ dày, tá tràng. Nói chung là những cái về đường tiêu hóa nè, đường ruột dạ dày á, và cả bệnh trĩ nữa. Thì ở video này thì tôi xin giới thiệu mọi người cách ngâm bao tử nhím với mật ong nha. Ngoài ra thì còn có thể ngâm rượu nữa, hoặc là ngâm với lại nghệ. Thì có rất là nhiều cách chế biến, mọi người cần thì có thể liên hệ Khoa nha.